về phần cảm âm nè, cảm âm tông thứ nè, thầy sẽ nhắc lại cho em để em cái nào mà không hiểu thì thầy sẽ giảng lại, còn cái nào hiểu thì mình sẽ cho qua. Cảm âm tông thứ thì em sẽ sấy vào 1-4-5 ha, bậc 1, chủ âm bậc 1 là la thứ nè, ví dụ bậc 1 là thứ nè. Nếu mà lời ca người ta hát lên mà nghe nhẹ nhàng êm dịu á thì xuống bậc 4. À, rồi nếu mà nó không êm dịu thì sao? Nghe nó bình thường thì nó trở lại bậc 1 lại. Mà nếu mà nó không bình thường thì nó khác một chút xíu, mà khác là nó nghe treo, trọi, cao, khó chịu. Những cái đó mình nghe qua lời của người bạn mình hát, lời giai điệu á là mình biết liền ha. Thì thầy làm ví dụ nè. Chiều nào tiếng nhau đi khi bóng ngả sơi tàn, thì cái đoạn mà chiều nào, chiều nào là vô chữ âm là thứ nè. Chiều nào tiếng nhau đi, rồi tới khi bóng ngã sẽ tàn, chữ tàn chính là dời chủ âm lại, nhưng mà cái chữ đi trước khi đó là nó đã khác chút xíu rồi, thì em có thể là bỏ lên một hợp âm 5-7 để hút về la thứ đó. Nếu mình không biết á thì mình cứ bỏ lên bậc 5-7 rồi nó về lại la thứ. Tại vì cái quy tắc của nó là trước khi về bậc 1 thì nó phải qua bậc 5 rồi nó về lại bậc 1 lại, thì mình theo quy tắc đó mình làm. Chiều nào tiếng nhau đi khi bóng ngả sơi tàn. Rồi nhớ chỗ này nha. Đà, lưu ý là trước khi về bậc 1 thì nó phải qua bậc 5, bậc 5-7 là bậc đã hút về bậc 5-7, sau đó nó sẽ dời nhà lại vào bậc 1. Rồi cái lưu ý thứ hai, em đang bấm la thứ ha, em đánh la thứ mà nghe nó cao hơn một chút xíu là qua đô trưởng bậc 3. Và lưu ý bậc 3 này nó sẽ chắc chắn nó sẽ dời bậc 4 liền. Đó, cái lưu ý thứ hai chỗ này ha, đô trưởng nó sẽ là qua bậc 4. Giống như trong bài này, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dân trong hồn ta, là đô trưởng nè. Bỏ đô trưởng, bỏ la thứ cũng được, hồn ta, nhưng mà tiếp theo câu đó là nó sẽ xuống đô thứ rồi, cho nên bỏ đô trưởng để nó, đây là hợp âm trung gian ha, nó bắt cầu để xuống bậc 4 nó sẽ hay hơn. Nhớ lưu ý thứ hai chỗ này, hồn ta đô trưởng, hồn ta muốn không gian đừng trôi, đó chữ trôi là xuống bậc 4 đấy ha, cho nên mình phải qua đô trưởng nó hay hơn. Nếu mà em bỏ, tại vì la thứ qua đô trưởng là nó 9-10, em để la thứ em bắt cầu qua la 7 xuống đô thứ là một cách một, còn nếu không em bỏ đô trưởng lên nó sẽ đi hướng về đô thứ là cách thứ hai. Đô trưởng sau này em thới thằng đô ma dê 7, đây thầy mở rộng một chút xíu ha. Đô ma dê đô trưởng nè, đô trưởng là chúng ta sẽ là bấm vô như thế này, đô ma dê 7 thì chúng ta thả muốn bỏ muốn trở ra thành nó si á, đô thành si nè, rồi nó sẽ xuống bậc 4 là đô thứ là cách thứ hai. Cái sau này em học mở rộng lên, học nâng cao lên, học âm màu đó, chúng ta sẽ bỏ vô là cách hòa âm của nó như thế. Có nhiều cách hòa âm lắm, nhưng mà bây giờ thầy chỉ cho em cách để em cảm được 1-4-5 và hợp âm thay thế của nó, bắt cầu bắt cầu đó, để biết được là mình sẽ sử dụng khi nào cho nó gọi là có một cái là nhiều màu sắc, đa dạng hơn, phong phú hơn trong lúc mình điểm đàn, không bị nhàm chán. Hiểu thầy nói chưa? Rồi như vậy thì chúng ta sẽ học là gặp em là hôm sau.
hôm sau là thầy sẽ coi thử em điểm hết cái bài này, thầy kiểm tra lại hết bài này luôn nha. À, hết bài này cho thầy xem rồi thầy sửa nha. Rồi là bắt đầu là tập theo nốt luôn, về nhà tập nốt nè, cảm âm theo nốt cho thầy. Chiều nào đó mình đánh theo nốt, cảm được cái nốt bài này, hoặc là bài nào mình cảm thấy quen thuộc á, mình đánh, mình mò theo cái cảm nốt ra, để sau này mình còn bắt tông, mình còn solo, mình còn dạo đầu, gian tấu và lết theo. À, đây là cái quan trọng của âm giai. Nếu mà em không học cái này, em không cảm được nốt solo thì em sẽ dậm chân tại chỗ, chỉ biết điểm thôi, không biết được tạo câu solo chạy âm giai. À, ví dụ chiều nào tiếng nhau đi khi bóng ngả rơi tàn hoàng hôn đó, mình biết được cảm âm được cái nốt đó, mình chạy hoàng hôn đến đâu đây màu tiếng dân trong hồn ta đó, cái chữ ta nó mi nè, thì mình chạy về nó mi, muốn không gian đừng trôi đó, cảm được chữ trôi là một hoặc bốn nè, trôi là một rơi thì mình chạy nốt gian đừng trôi, thì lúc này nó sẽ hay hơn nhiều, đúng không? Em cảm thấy nó hay không mà, đúng rồi, mình đánh nó nghe đã phơi và người hát cũng cảm thấy nó hào hứng hơn, đánh tới sáng luôn á, cũng cho mình nghỉ nữa đó ha. Đó cho nên là cố gắng tập cái cảm âm điện và cảm âm solo nốt này, mình mò nốt ra để mình bắt được tông, là khi người ta hát lên người ta, mình theo người ta thôi, lúc này mình em không cần sợ hết, cầm cái đàn đi là sắp đi đánh thôi. À, không có sợ ai, là không ai sợ bài nào. Ủa, sợ bài này mình cứ cầu cho người ta hát cho đúng theo cái tông của mình tập, không có sợ đó nữa, không còn cảm giác đó nữa, mình học được cảm âm được, mình tập được cái nốt rồi, mình người ta hát lên mình bắt con dò nó theo là mình biết được cái tông các bạn nó đang hát tông gì rồi, rồi bắt đầu thoải mái mình điểm thôi, rồi feel thôi, cảm hứng thôi, ngẫu hứng lên thì nó hay hơn ha. Được chưa, được chưa? Hôm nay học buổi đầu tiên cảm thấy sao? Dạ, thấy cũng hơi khó một chút. Hả? Dạ, cảm thấy nó mở rộng thêm tí, là lúc lên đi xuống em nhiều khi em bắt đại không có bấm. Ok. Tinh thần. Có nghĩa là hôm nay học cảm thấy là mình mở mang được một chút xíu về cái phần cảm âm đúng không? Dạ đúng rồi. À. Rồi thì thầy cảm nhiều khi chật lắm nhưng mà nó không hay đó. Bây giờ thì thầy đã nói rồi, các bạn chỉ có thầy dạy cảm âm thôi, còn các bạn là không có, có trong trường lớp không có dạy cái này, cái cảm âm này là tự thầy biên soạn và tự thầy soạn bài cho các bạn học và cách cảm âm như thế nào nhanh nhất. Còn các bạn mà không cảm âm, các bạn có thể là tập solo, tập mò mẫm trong vòng có thể 3 đến 5 năm các bạn mới cảm âm được, thì tại sao mình không bỏ ra một thời gian ngắn ha, một khóa 3 4 tháng đó mình học trực tiếp với thầy sẽ chỉ đường đi định hướng cho, ok thôi